Đó, các bạn thấy không, đây là không phải những người Việt Nam mà có người nước ngoài nha các bạn. Đó, người ta đi chơi đây nè. You guys have fun yet? Yes. Yeah? You guys like it? The first time? Yes. Yeah. Okay, have fun. Ở đây mà có mấy chiếc xe đi rất là tiện lợi nha các bạn. Các bạn thấy không, những cái nón lá Việt Nam nè, áo dài cổ truyền Việt Nam nè các bạn, đủ màu sắc rực rỡ nha. Sơ đang vẽ nè các bạn. Đó. Cảm giác giống như là mình đang ở chợ Bến Thành gì đó. Đó, chợ Bến Thành là trên Sài Gòn đó. Như là rất là tấp nập. Nếu mà các bạn nào ở Mỹ á, mà có con cái á, mà có dịp á, thì nên dắt gia đình tới đây, tới Đài Thanh Mẫu một lần nha các bạn, để cho tức là để vui chơi, để xem qua cái nét truyền thống văn hóa Việt Nam mình á, ẩm thực nữa, nét truyền thống văn hóa ẩm thực của Việt Nam mình á như thế nào, để cho con cái mình nó học hỏi thêm. Tại vì thường khi mà tụi nó lớn lên ở Mỹ á, thường á, nó không có được, không có hội nhiều, nó gặp gỡ, nó cận cảnh những cái nét văn hóa của Việt Nam mình như thế nào. Đó, các bạn thấy không, đầy đủ luôn, trong đây sẽ bán đồ chơi, anh thấy không? Đó, mấy cái đồ chơi nè, kiếm nè, xe, đồ chơi. Đó, nhà hàng đồ chơi cho mấy đứa nít. Rồi thầy bán tượng ảnh, rồi bán áo dài, quần áo của Việt Nam mình á. Rất là vui và rất là nhộn nhịp, không khác gì Việt Nam nha các bạn. Và đây là giống như là cái Việt Nam thu nhỏ ở trên nước Mỹ. Đi đâu vậy? Hả? Đi ra đọc kinh về. Anh lễ không về hả? Không, lễ em chưa? Có lễ không? Đâu lễ đâu phải không? Rồi, ok, rồi. Hai vợ chồng đứa con sung sướng chưa? Rồi giờ anh mình hôm nay là đi về đó. Hôm nay thứ bảy, tại vì phải lái về bên South Carolina 16 tiếng đồng hồ. Anh mình là ở bên tiểu bang South Carolina, phải lái xe 16 tiếng đồng hồ để tới đây. Cho nên hôm nay là đi lễ xong rồi đọc kinh xong rồi sáng thứ bảy, là chiều thứ bảy là bắt đầu tranh thủ lái xe về. Tại vì để thứ hai đi làm. Và thế bởi vậy á, nhiều người á, người ta lái xe cả một ngày, hai ngày luôn người ta mới tới đây á các bạn. Cho nên khắp nơi là 50 tiểu bang luôn á. Cho nên nhiều người ta bay, người ta đi lái xe được, người ta bay qua đây. Người ta bay xuống Kansas City. Sau đó người ta mướn xe, người ta chạy về đây. Thì mình nghĩ chắc tầm một tiếng đồng hồ đó. Tại vì thành phố Cottage này nó không có sân bay nha các bạn. Thì các bạn mà xuống đi tới Đài Thanh Mẫu thì các bạn phải bay qua Kansas City. Thì nó cách đây còn chừng mình nghĩ tầm tiếng đồng hồ đó. Để người ta xuống đây xong rồi người ta mướn khách sạn ở ngoài cái khuôn viên Đài Thanh Mẫu. Tức là tầm khoảng chừng 20-30 dặm đó. Nhiều người ta không có ở trong chòi được. Nhiều người ta chịu nóng không được các bạn biết không. Người ta có con cái nữa cho nên người ta phải mướn khách sạn ở ngoài. Thì khách sạn ở ngoài xong khi đi lễ xong, đi dự lễ xong rồi đi chơi xong rồi đó. Thì bắt đầu người ta mới lái lại về bên khách sạn hoặc là motel hoặc gần đây khoảng chừng 25 phút cho tới 30 phút lái xe. Sáng sau thì người ta muốn chơi, người ta trở lại đây người ta chơi. Trời ơi, rất đông đúc như Việt Nam vậy đó các bạn. Nóng giống như cha Việt Nam luôn. Cái nóng giống như Việt Nam, nó rất nóng giống như cha Việt Nam. Người đi đông đúc giống như cha Việt Nam. Xe cộ, xe gắn máy, xe Vespa giống như cha Việt Nam luôn. Đồ ăn, đồ uống á, có bún bò Huế, phở, bánh cuốn, đủ thứ luôn, giống y chang như là bên Việt Nam vậy đó. Bánh mời với cô, với chú, với bác mua bé số. Hỏi nhà chồng giúp cơm. Các bạn thấy không, về phòng vệ sinh á, cả mấy chục ngàn người mà ra vô liên tục luôn mà rất là sạch sẽ nha. Rất là sạch sẽ. Quán ăn hàng xá là các bạn coi kìa. Đông đúc mà rất là nhộn nhịp nha. Đó, người ta chiên nấu đồ ăn như là mỗi ngày, như là ngày nào là hết ngày đấy đó. Tại vì đông người lắm. Đây là quán đồng hành đó. Quán đồng hành ở đây có rất là có lâu đời rồi các bạn. Nổi tiếng đây rồi. Mỗi ngày là mình chia sẻ cho các bạn đó là người ra vào tấp nập như thế nào. Các bạn thấy là hôm nay là ngày cuối cùng nè. Ngày mai là chủ nhật là lễ thánh lễ bế mạc là 7 giờ sáng là bế mạc. Nhưng mà hôm nay là ngày cuối cùng ăn uống quán hương xưa đây. Đó, ăn uống quán tấp nập như thế nào. Tại vì ngày mai, đêm nay là bắt đầu người ta đóng hết rồi. Là người ta dọn dẹp hết tất cả các quán rồi các bạn. Đêm nay đó. Cho nên hôm nay là ngày cuối cùng mà tất cả các quán xá. Đó, các bạn thấy không, là người ta bán đồ ăn đồ uống là phải bán hết ngày hôm nay. Nhưng mà đây là người ra đông đúc chứ. Cái đêm là bán hết luôn. Bán hết xong bắt đầu người ta sẽ kép lều chạy đi. Thì ngày mai bắt đầu người ta sẽ đi về lại quán cái xứ của họ các bạn. Về tiểu bang của họ. Bởi vậy các bạn nào ở Mỹ mà có cơ hội, có điều kiện tới đây chơi thì các bạn nên thu xếp để năm tới tới đây một lần. Rất là vui nhộn các bạn, cho con cái mình đi nó tới đây nó học hỏi về cái nét truyền thống văn hóa Việt Nam, văn hóa ẩm thực và những nét đẹp trong cái văn hóa truyền thống của Việt Nam của mình. Đi đâu này hả? Lại gặp luôn.
Việt Kiều Việt Nam á. Chú Hằng đâu? Chú Hằng đi đâu từ sáng giờ ấy? Ok. Cô Lan đang đi kiếm bạn. Ở kiếm bạn hả? Rồi. Rồi. Quá trời luôn. Ở đây gặp gỡ rất là nhiều bạn bè. Cả mấy chục năm rồi các bạn. Nhìn Ga Lăng rồi dân tứ xứ là khắp nơi trên thế giới luôn á. Úc Cà Đa rồi Việt Nam. Ôi trời đời 50 tiểu bang nó rất là vui nha các bạn. Thế là trong đây là giống như là chợ Bến Thành gì Việt Nam chưa? Đầy đủ luôn. Coi như là mấy áo dài, quần áo Việt Nam. Mấy áo dài là truyền thống Việt Nam mình bán ở đây rồi tất cả các tượng ảnh Chúa Mẹ ở đây họ bán ở đây. Thì nhiều người mà thắc mắc là tại sao mà bạn mua bán là tượng ảnh Chúa này. Tượng ảnh Chúa này chưa làm phép nha. Mà khi mà mua về người ta làm phép rồi là không có được bán nha các bạn. Đó, bán là có tội á. Tại vì chưa làm phép thì các bạn không thể bán được. Đó, khi mà mua về thì công giáo mình sẽ đưa lên cha làm phép. Ở đây tượng ảnh thánh gia rất là lớn nè các bạn. Wow. Cao 1m4. Đây là 3.500 đô nha. Đây tượng tượng thánh như xe nè. Ôm Chúa Hai Đồng Giêsu rất là đẹp ha. Thì đương nhiên là chưa làm phép thì khi người ta mua về người ta sẽ làm phép. Khi làm phép rồi là không được bán nha các bạn. Các bạn thấy mấy quý sơ nè bán hàng gian hàng tình thương giúp các em khuyết tật và mồ côi nha các bạn. Dưới sự bảo trợ của hội đồng, hội dòng Đức Mẹ Nhân Ái nè. Đó, bán mấy chuỗi hạt bên côi á. Giá 15 đô, 20 đô, 35 đô. Mấy cái này là bán là lấy tiền quy góp về Việt Nam hả? Việt Nam cả đây. Việt Nam ở đây luôn hả? Dạ. Mà phần lớn là Mỹ hả? Việt Nam hai luôn, hai nước hả? Việt Nam với Mỹ, với cái Mỹ hả? Dạ. Mấy ăn sốt với cái kia là chơi. Dạ. Dạ, cảm ơn chị. Đây là giống như là cái khu chợ Sài Gòn, gọi là chợ Sài Gòn nhỏ vậy đó. Cảm giác giống như là mình đang ở chợ Bến Thành vậy đó. Đó, chợ Bến Thành ở trên Sài Gòn đó. Như là rất là tấp nập, có những gian hàng nhỏ bán vòng, các bạn thấy không? Vòng bạc nữ trang, rồi tượng ảnh, rồi quần áo, áo dài đó. Nhưng mà tất cả các tiền bạc mà người ta bán mà người ta rất là gây quỹ giúp cho người nghèo hoặc là giáo xứ của họ nha các bạn. Rất là tấp nập. Thấy không? Chúng ta đây nè. Đó. Toàn là những quần áo Việt Nam mình không nha các bạn. Vậy nó hay là như vậy, cho nên ai mà có con cái mang tới đây à thì tụi nó sẽ hấp thụ được cái nét truyền thống và cái vẻ đẹp của văn hóa và ẩm thực Việt Nam ở đây nha các bạn. Cái áo với áo bà ba, áo bà ba, áo dài trời đẹp chưa? Đó, có từng ảnh đẹp chưa? Đó bánh nè, cái nón mình thấy không? Việt Nam nè. Này giáo xứ gì vậy chú? Tại Việt Nam bán này gây quỹ cho nhà thờ Việt Nam ở tiểu bang nào cô? Maryland, ok rồi. Dạ cảm ơn cô. Các bạn thấy không, những cái nón lá Việt Nam nè, đẹp chưa? Cái này bán đồ gây quỹ cho Việt Nam ở sao? Bên Việt Nam. Ở dân tộc người Hâm Mông hả cô sao? Dạ, chứ không phải Mỹ hả sao? Ủa vậy sao Việt Nam hay sao ở đây? Qua đi du học. Xong rồi đây bán phụ cho dòng bên thánh giá. Tượng ảnh nè, thánh giá nè. Đây là cái dòng khác nha các bạn, đây là nhiều dòng lắm. Nói dòng gì mày sơ? Dòng gà vấp hả? Đang bên gà vấp. Tức là bán là gây quỹ cho... là trong công tác của hội dòng, tức là Gò Vấp đó, Nam Minh Gò Vấp, tức là mấy sơ đang vẽ nè các bạn. Đó, đây là coi như là tất cả cái nón lá truyền thống của Việt Nam mình nha. Thấy là quần áo đây. Đó, áo dài cổ truyền Việt Nam nè các bạn, đủ màu sắc rực rỡ nha.
và là những cái áo dài của những người dân tộc thiểu số cho các bạn ở trên Hầm Mong hoặc là gì đó nha. Các bạn thấy sao? Rất là vui nhộn đúng không các bạn? Bởi vì á, Đại học Thánh Mẫu á, không những là chỉ có những người Công giáo mà tụ tập đây làm quyến cầu nguyện hoặc là tôn sùng trái tim Đức Mẹ Maria, mà đồng thời cho những người, tất cả những người ngoài đạo và những người khắp nơi trên thế giới không cần phải đạo Công giáo, người ta tới đây, ta tụ họp đây để người ta giống như là quây quần gặp mặt nhau, vui chơi với nhau, và đồng thời á là tiếp tục củng cố cái văn hóa dân tộc và nét đẹp văn hóa Việt Nam trên nước Mỹ nha các bạn. Đại học Thánh Mẫu có phải là chỉ tập trung đọc kinh cầu nguyện đi lễ cho người Công giáo hay không? Tất cả các người Việt Nam hoặc là tất cả những người nào mà người ta muốn học hỏi thêm về văn hóa Việt Nam á, đó là người ta tới đây. Dự Đại học Thánh Mẫu mỗi năm vào cuối tuần tháng 8 á, tức là vào thứ năm đầu tháng 8 hàng năm, là 4 ngày nha các bạn, thứ năm thứ sáu thứ bảy, kết thúc vào sáng chủ nhật là 7 giờ sáng là lễ bế mạc của Đại học Thánh Mẫu. Thấy ở đây rất là vui nhộn. Thật sự ra mình gặp mà người khi mình thấy biển người, mọi người rất là người ra vào tấp nập vui nhộn như vậy, mình thấy rất là vui, các bạn không thấy chán nha. Thì khi mình rất là mệt các bạn quay video hoặc là trời nóng oi bức, rất là nóng và rất là mệt, nhưng mà khi thấy người Việt Nam và tất cả các người Việt Nam khắp nơi trên thế giới tụ tập về đây, Công giáo hay là không Công giáo cũng vậy, tụ tập về đây vui chơi đây là rất là vui các bạn ơi, mình vui lắm, không thấy mệt nha. Các bạn nào có điều kiện ra phải nhớ tới đây một lần nha, mà không phải đạo Công giáo thì tới đây vui chơi và mang con cái tới đây để cho mấy từ nhỏ nó học hỏi về nét đẹp văn hóa Việt Nam và ẩm thực Việt Nam, là để tiếp tục là duy trì và để cho tụi nó biết thêm về cái văn hóa Việt Nam của mình nha. Đó là scooter đi về cái tệ lắm nè, về xe Vespa nè, tệ lắm.